tiềm năng đầu tư ở đây là gì? Thứ nhất ấy, là nằm ở trong cái khu vực dân cư đã hiện hữu rồi, tiếp giáp ngay bên ngoài là con đường quốc lộ, và hạ tầng thì đã xong, pháp lý thì rõ ràng, sổ hồng trao tay, bởi vì đây đất đấu giá của nhà nước, thành ra vấn đề pháp lý các bạn hoàn toàn yên tâm. Hôm nay thì anh em mình có lên trên xã Bảo Ái của huyện Yên Bình để làm truyền thông về một số cái quỹ đất đấu giá của Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức đấu. Nhưng mà hiện tại thì vẫn còn một số lô mà người dân vẫn chưa đấu. Thì hôm nay thì mình sẽ cùng anh em lên trên này làm truyền thông để giới thiệu cho mọi người biết những cái quỹ đất trên này giá cả như nào, vị trí ra sao, và ở đây thì liệu rằng có đầu tư được hay không. Và cái khu vực mình đang đứng ở đây ấy là một trong những cái hướng đi vào chính của cái khu đất đấu giá. Ở đây thì hiện tại đang còn khoảng 30 lô chưa đấu. Và khi mà các bạn lên trên này đấu thì chúng ta hoàn toàn có thể là tự đấu giá được, hoặc là nhờ người khác đấu thì chúng ta hoàn toàn là có thể sở hữu được những cái bất động sản đó. Và đây các bạn có thể thấy cái hạ tầng này, đường ở đây là đường bê tông, đường bê tông các bạn nhá. Cái mặt đường này là 6m này, vỉa hè mỗi bên là 3m, cho nên tổng lòng đường và lề đường ở đây sẽ là 12m, cực kỳ là thông thoáng và ô tô thoải mái là di chuyển. Và giá đất ở đây thì cũng khá là hợp lý. Những cái vị trí mình đang đứng ở đây này, cái đường trục chính này này, là chỉ có 330 triệu trên một lô thôi, 330 triệu trên một lô đất đấu giá của nhà nước. Đấy, hạ tầng thì đã xong. Ở đây mỗi một lô thì diện tích sẽ khoảng 100m nhá. Tính ra thì chỉ có khoảng tầm hơn 3 triệu đồng trên 1m² thôi, cũng rất là hợp lý. Còn phía bên ngoài đây, đó chính là con đường quốc lộ 70. Đi về hướng bên này chúng ta sẽ về với Lào Cai, còn đi về hướng bên này thì chúng ta sẽ về với cả Yên Bái. Do là đường quốc lộ ấy cho nên là phương tiện đi lại ở đây khá là nhiều, các bạn có thể thấy này. Đấy, phương tiện đi lại ở đây rất nhiều. Và ngày xưa ấy, khi mà chưa có cái con đường cao tốc Nội Bài Lào Cai ấy, thì phần lớn các phương tiện sẽ phải di chuyển đường này để đi từ Hà Nội lên với cả Lào Cai. Đấy, nhưng mà bây giờ thì khi mà có đường cao tốc thì con đường này sẽ hạn chế ít đi lại hơn. Thế nhưng mà vẫn còn một số phương tiện, đặc biệt là những anh em mà sinh viên hoặc là những bạn nào mà đam mê vượt ấy, thì kiểu gì cũng sẽ phải đi con đường này. Bởi vì là các bạn có thể hình dung là xe máy thì không thể đi trên cao tốc được rồi, thì bắt buộc phải đi những cái con đường đồi núi này. Và đồi núi này thì có những cái khung cảnh rất là nên thơ. Ví dụ như đây là những cái ngọn núi này, cây này, rồi là những cái bản làng ở đây. Thì thực sự với các bạn là không khí cực kỳ là trong lành. Mình vừa mới ở Hà Nội lên trên này thì mình mới thấy là không khí ở đây thì chắc chắn rồi, không gian thoáng mát, cây cối rất là nhiều, cho nên là cái bầu không khí ở đây cũng cực kỳ là thoáng mát. Đấy, và vị trí này nhá, là 330 triệu đồng trên một lô, và chúng ta có thể tự lên đây đấu được. Và ngoài mặt đường quốc lộ ở đây, đường quốc lộ 70 các bạn nhá, thì giá ở ngoài đó sẽ là khoảng độ tầm hơn 500 triệu trên 1m². Và cái diện tích ở ngoài đó thì sẽ từ 120 cho đến 130m, hơn 500 triệu, tức là không đến 5 triệu đồng 1m². Và ở bên kia cũng sẽ có một cái quỹ nữa, ở ngay cái chỗ mà có mấy cái đống sỏi đây, thì sau này sẽ là một con đường chạy vào sâu bên trong. Hạ tầng bên đấy thì chưa làm xong. Và khi mà con đường đó có làm xong thì ở đây sẽ có những cái lô đất nhìn thẳng ra ngoài phía bên mình đang đứng ở đây, thì giá ở đấy cũng chỉ có khoảng độ tầm 240 triệu trên một lô thôi. Và tiếp theo là ở bên mặt nội khu bên trong, thì từ con đường này đi vào là một trong những con đường trục chính này, và ở phía xa kia là có những cái lô đất thì giá cũng chỉ là có 215 triệu trên một lô thôi, tức là chỉ có hơn 2 triệu đồng, khoảng độ tầm 1,9 triệu đến 2 triệu đồng trên một mét vuông thôi. Giá khá là hấp dẫn mà sổ hồng luôn nhá, sổ hồng trao tay luôn. Và ở đây thì có một cái con suối các bạn ạ. Đây, cho các bạn xem. Ngoài đây chính là đường quốc lộ 70 này, thì ở đây là có một con suối, gọi là suối Ngòi Bang. Đấy, nó sẽ chạy đằng này. Đấy, con suối sẽ chạy ở đây. Cái thửa đất của chúng ta ở đây thì gần với cả suối này, gần với cả đường quốc lộ này, hạ tầng thì đã xong, dân cư xung quanh ở đây thì cũng đã hiện hữu rồi. Và cái giá thì cũng khá là hợp lý, từ 1,9 triệu cho đến hơn 2 triệu đồng 1m². Và về cái tiềm năng đầu tư ở đây là gì? Thứ nhất ấy, là nằm ở trong cái khu vực dân cư đã hiện hữu rồi, tiếp giáp ngay bên ngoài là con đường quốc lộ, và hạ tầng thì đã xong, pháp lý thì rõ ràng, sổ hồng trao tay, bởi vì đây đất đấu giá của nhà nước, thành ra vấn đề pháp lý các bạn hoàn toàn yên tâm. Và với cái đơn giá chỉ khoảng 1,9 triệu, 2 triệu đồng 1m² thôi, thì hoàn toàn là có cơ sở để chúng ta tăng trưởng lên 2 triệu rưỡi, 3 triệu, 4, 5 triệu là chuyện hết sức là khả thi. Bởi vì là cái đơn giá thấp như này ấy, thì nó có một cái lợi thế là dễ có cái hệ số nhân. Đấy, bởi vì các bạn hình dung là chỉ cần một cái cú hích nho nhỏ thôi, thì từ 2 triệu cũng có thể lên 2 triệu rưỡi, 3 triệu là chuyện bình thường. Và ở đây thì đang còn khoảng độ tầm 30 lô mà chưa có người đấu.
Thì nếu mà các bạn mà đang có cái tầm tài chính khoảng độ tầm vài trăm triệu, 2, 3, 4, 500 triệu mà đang muốn tìm một cái sản phẩm có tính pháp lý an toàn, sổ hồng trao tay, đơn giá thấp chỉ khoảng độ tầm 1 triệu 9 cho đến 2 triệu đồng một mét vuông thôi, nằm trong khu dân cư hiện hữu và ở ngay mặt đường quốc lộ 70, một trong những con đường trục chính huyết mạch để đi lên trên Yên Bái theo đường quốc lộ, thì có thể tham khảo cái quỹ đất này ở trên khu vực xã Bảo Ái thuộc huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái. Các bạn có thể đấu theo hình thức là đấu trực tiếp, hoặc là nếu mà trong trường hợp các bạn quá bận thì có thể là nhờ người nhà, người thân làm, hoặc là bận quá không có ai làm thì có thể là nhờ bên Trung Thực Land, bên mình cũng sẽ hỗ trợ các bạn làm những cái thủ tục đấu giá đó.